Yo yo, hello, sup, chào anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game tạp chế mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa? Video cho anh em xem video vẻ đầu video như subscribe và một đăng ký kênh của channel phát triển nha của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình của các sự kiện chung mới nhất của game tạp chế anh em hốt qua web ALL server và cùng nhau chuẩn bị cho đấu trường Coenda. Ở đây book team dần thôi. Điều đó thì game phát bét anh em nha. Hôm nay tôi quay clip siêu sớm luôn vì bận rộn quá các bạn. Giờ đang sẵn tiêu đề làm luôn. Đạt mốc web sự kiện ngày vui Tết Nguyên Đán anh em này, quà đã được gửi các bạn nhá. Quà chúng ta đạt mốc 1 mét dưới. Đó, anh em chưa nhận thì tranh thủ online nhận các bạn. Đấy, trời. Trên đây có con đen dùng chung mới nữa nhỉ? Trên đây có con đen chung mới chắc tôi cập nhật thêm các bạn sau. Đó, thông báo qua anh em như vậy. Thấy chưa? Nhìn là hết rồi anh em, trên đây có con đen dùng chung. Có đen thì trên đây mới có anh em nhá. Ở đây hiện tại anh em hôm nay thì chắc là có mỗi phần quà web đây anh em này. Đó, bao ngon anh em. Bao ngon luôn các bạn, rồi. Lượm tầm quà. 50 đợt đánh boss nữa à. Được của nó anh em. Uầy, 50k kim cương rồi. Đợt này tôi đang chơi chính sách tiết kiệm kim cương các bạn. 50k kim cương rồi. Ngon. Trời. Tiện nhắc nhẹ cho anh em nào quên thì tuần tới này chúng ta là ra mắt tướng mới nha. Nên anh em bắt đầu chuyển sang chế độ tích thùng thôi anh em. Bắt đầu qua tuần mới tích thùng là vừa. Đó. Nhắc nhẹ cho anh em nhớ. Bạn nào có quên thì cũng cố gắng nhớ lại anh em. Tuần tới là chúng ta là tướng mới đó. Hiện tại tôi đã tích được 150 năm thùng rồi anh em. Xu và cốc bia vàng đây. Từ từ anh em. Chắc xả xu vòng quay luôn. Rồi ok. Xả luôn xu vòng quay anh em. Đằng nào cũng được có 2 vòng anh em quay luôn. Không tính ra là quay là 250 nhưng vẫn có quả anh em. Đó, tích dần từ giờ đến trước khi sự kiện em tôi tích có lên được 300 thùng không nào. 300 hơi khó nhưng mà tầm 250 chắc trong khả năng có thể tích được các bạn nha. Tầm 250 là có trong khả năng vẫn tích được. Đấy, 150 đâu đập trong cái ra bây giờ mới nhất phải được 170 mấy hoặc 8 mấy rồi. Ok luôn. Mùa này quay lại đấu trường Coenda S1 các bạn. Hơi ngao ngán nhưng mà cũng quay lại chiến đấu dần thôi. Xem nào được bao nhiêu thùng rồi anh em. 182 thùng rồi anh em. Đó. Ok, thêm lượt đánh boss nữa. Năm 2k kim cương đấy, đợt này tôi đang chuyển sang chế độ tích kim cương đây anh em. Rồi. Giờ mở thêm một ít xu nữa thì ngon các bạn nha. Thêm 100 xu 50 cốc bia vàng, ngon. Tuyệt vời, 10 điểm không dương anh em. Giờ tướng mới rồi anh em, giờ tướng mới Koroki Hiro nào. Không có đâu. Rồi. Check lại đội hình tướng nhà tôi anh em, đây. 2 Lami, 2 Kulu. No. Để tôi đi check Gamma anh em. Đợt này up lại đội hình mới là phải lâng lại full Gamma hoàn toàn luôn anh em. Group có Gamma này. Không chơi anh em. Kulu. 2 Kulu đều mở Gamma đúng không? Zoro nó hủy rồi, không nói. Vanky có. Jinbe có. No có anh em. Đâu chiêu nói Shira không cần cái Nami. 2 Lami đều ok rồi. Rê chư là dư này anh em này, rê chư là chuẩn bị thua rồi này các bạn này. Để tôi check xem có thiếu tướng nào không, tôi úp lại cho tướng đấy luôn. Mấy tướng off meta là hiện tại đều không còn nữa anh em nhé. Kulu, Kaido, Yamato, Uta bắt đem off meta này, dư 2 tướng này. Hiện tại dư của rê chư với cả Uta. Nhưng mà hiện tại là tướng trong đội hình cũng ổn rồi. Tới đây là up Jinbe lên rồi tính thêm anh em. Đây, chuẩn bị cho chiến trường Coenda đây anh em. Hiện tại là được 155 triệu lực chiến rồi anh em. Tổng toàn tem đó. Trời ơi. Giờ được 155 triệu. Nó check thiếu ai không nhỉ? Hình như không thiếu ai anh em. Đây không thiếu ai đâu. Hầu như là đều có game ai hết rồi. Đi giao lưu thử ván với anh em trong server nè. Úi dồi ôi, 269 triệu các bạn.
263 300 triệu một chiến. Đây các bạn có một bác 158 triệu được chiến. Kulu Jinbe Perup Shirahoshi Yamato và Kulu cũng nhỉ, chuẩn team rồi anh em. Sắp dần bê, sắp dần nó nhớ team luôn anh em, nó sắp dần nhớ tem luôn. Tem tiếp theo, tem thứ hai như là Kulu, Vanky, Nami, Aochikuzan này và Kaido anh em. Rồi tem cuối cùng Buki, Vivi, Shirahoshi, Lo và Sanji các bạn. Đây chiến thử xem sức mạnh của tem tôi hiện tại như thế nào anh em, chuẩn bị cho chiến trường đấu trường Kunda. Luffy Nika 7 mét công lận anh em, xôi đạp chưa uy tín lắm. Prop ai chà, Kaido hay quá, hay quá, tuyệt vời luôn anh em. Jinbe một ping sợi có rung ti quả nữa lại hồi sinh cả tem rồi anh em, chả sợ. Có rút qua lô nhà mình đâu, ồ bắt đầu đi tìm, có vẻ mùa này tham gia đấu trường Coinda có vẻ mượt mà rồi các bạn. Ok, Prop lên ulti nào, hồi sinh toàn team lại nào. Ôi chưa được hồi sinh à? Hồi xong tôi rồi. Ở đây rồi anh em, hồi sinh rồi, hồi sinh rồi. Tưởng chưa kịp hồi sinh nữa các bạn. Tưởng chưa kịp hồi sinh nữa anh em. Mình cả đồ đồ bạn vẫn cứ là easy nhờ. Cả đồ vẫn cứ là easy các bạn, thật sự cháy quá. Prop như mình đâu ulti tiếp nào. Không kịp hồi sinh luôn anh em. Không sao, tiếp tục anh em. Nami, Aochikuzan, hóa đá nào. Ấy da. Kaido nhà mình thể hiện nào. Càng đét anh em, trận này mà không win được là không có trận sau đâu. Trận này mà không win được là không có trận sau nữa đâu. Trận này mà không có victory là không có trận sau nữa đâu các bạn. Kaido win được các bạn, nhìn cái này vẫn win được. Đâu rồi anh Frankie, lao lên ulti phát cho đồ bạn lẻ lang nào. Kulo càng đây vẫn cứ là càng đây anh em. Victory ngay trước mặt rồi, càng đi mấy càng anh em victory vẫn ngay trước mặt rồi. Rồi lợm ngày mai ra demo chiến đấu là hơi bị ok rồi các bạn nha. Sao tem của anh em đi đâu rồi? Ôi trời, sau bao nhiêu ngày nâng cấp này mới đủ tự tin quay lại chiến đấu đây anh em. BB Usopp nhà bên đội bạn của Luffy Nika, sợ quá, sợ quá. Úi rồi căng đấy, vẫn căng đấy anh em, thua rồi, rồi vẫn căng đấy. Ok, đó, chuẩn bị cho một mùa đấu trường mới anh em, thế là cũng tạm ổn. Album nào, trước một mùa đấu trường mới anh em, còn hai tấm nữa, liệu hôm nay có nhân phẩm mở được hai tấm cuối này không đây? 24 nào, thôi thì một tấm được. Ui, ui, khó quá các bạn. Chưa mở được anh em, mở được thì ngon, rất tiếc các bạn chưa mở được, lại quay vô ô mất nửa rồi.
Rồi, phút cuối clip. Còn lượt spam thì cứ spam thôi anh em. Kaido này. Ờ à, đâu? Kulo chứ nhá. Kulo Kaido. Nào Chikuzan này. Shirahoshi này. Nufinika này. 60 triệu lượt chiến anh em. Còn đội hình này thì cứ scam vài phát thôi nào. Group thì sao? Có vẻ vẫn chưa qua được màn này. Oh, victory, victory anh em xem lại luôn. Tôi không ngại anh em, chúng ta xem lại luôn. Oh, victory anh em hai ván. Được hai ván win anh em này lại lên thêm hai tầng mới. Thế thôi, cứ mày vô scam tí vui được rồi. Xem trận đánh đỉnh cao lên nhất này các bạn này. Luffy. Lufinica. Hay chà, nào đấy. Shiraoshi hồi sinh lại nào, debut hồi sinh lại anh em. Rồi, hay quá. Hay quá, nhưng mà lại hẹo luôn à. Kaido. Một chùy, sửa nổ đam nhưng mà không ăn thua. Thề giữa F và Kaido nhà mình à. Đâu, lại debut hồi sinh rồi. À, vẫn là hiệu ứng, vẫn hiệu ứng đến từ Luffy Wallo anh em. Debut trừ máu đến từ Luffy Wallo rồi. Sai, chuẩn bị xem đội bạn bay màu này anh em này, bay máu này. Chém. Aochikuzan, úi dồi hóa đá, ui. Cổ hóa đá đỉnh cao đến từ Aochikuzan các bạn. Rồi, Kaido lên vụt nào. Golo. Úi trời, hồi sinh anh em, bắt buộc phải hồi sinh ngay. Lo. Dâu trắng, Kaido. Một quy. Shiraoshi hồi sinh ai đây? Kaido. Úi trời. Rồi rồi, ok các bạn, nhìn biết lý do win rồi đấy. Nhìn biết lý do win rồi các bạn. Phê cho anh em. Trời. Quá đỉnh cao. Trời ơi, Kaido nhà mình anh em. Rồi, bây giờ rồi anh em, thành clip cho kết thúc đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Giờ thì bye bye mọi người.